như thế nào để gọi là về cái cuộc sống sau ly hôn á. Thì với mẹ em đi thì mẹ em phải lo rất nhiều thứ. Tại sao mà khi em nhìn thấy cả ba cả mẹ em lên sống cùng nhau đó, đó giờ đâu thấy này đâu.
มันมั่นมันคิดว่ามันสวยมันบอกว่ามันสวยกับกูBiết một điều rằng anh đã yêu em, thương em nhiều bao nhiêu.
làm mình cảm thấy là chân lái của đời mình. Dù cho đến mai sau em có ra con sống, anh muốn yêu em mãi, chờ chờ em cả cuộc đời. Em làm vợ anh nhé, sẽ kiếm con không.